Gia đình của nữ sinh Malaysia bị giết hại vào tháng trước sau khi tới Đài Loan xử lý hậu sự cho nạn nhân. Mặc dù đã bày tỏ lòng cảm ơn với phía Đài Loan từng tạo sự hỗ trợ cho họ. Tuy nhiên, ngày 23 tháng 11, gia đình này thông qua luật sư giữa Mã Lai và Đài Loan ra yêu cầu với chính phủ Đài Loan nhất định phải áp dụng án tử hình với tên hung thủ, đồng thời xin Đài Loan bồi thường thiệt hại, cũng hy vọng nhà trường và cảnh sát tăng cường bảo vệ an ninh cho sinh viên. Theo luật sư Nhân Ủy Nhiệm cho biết, nếu như tư pháp Đài Loan không thể thực hiện theo điều mong muốn của gia đình nạn nhân, như thế sẽ thông qua trình tự tư pháp của Malaysia đề xuất việc dẫn độ tội phạm. Tuy nhiên, dựa theo luật dẫn độ, khi quốc gia yêu cầu tội phạm bị dẫn độ là công dân Đài Loan thì sẽ bị từ chối. Đối với quốc gia hòa trị, tất cả đều rất rõ ràng, quốc dân tại quốc nội hoàn quốc hòa, chúng ta nhất định y pháp yến chỉnh yến bàn. Thủ tướng Tô Trinh Sương nhấn mạnh, ông tôn trọng theo quy định pháp luật của Đài Loan, đồng thời ông cũng vô cùng thông cảm với tâm trạng của gia đình nạn nhân, chắc chắn thực hiện sự trừng trị nghiêm khắc với hung thủ. Năm nay, từ tháng 9 tới tháng 11, thời tiết của Đài Loan đạt mức trung bình ấm hơn so với mức bình thường. Tuy nhiên, thời tiết của mùa đông sắp tới do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina, dự báo nhiệt độ sẽ đạt hơn mức bình thường rõ ràng hơn so với mức nhiệt độ xuống thấp. Và tình trạng này sẽ xuất hiện vào tháng 1, mùa đông sẽ ít mưa hơn. Cục khí tượng cũng nhắc nhở từ tháng 6 tới tháng 11 năm nay, trên khắp Đài Loan chỉ chiếm 60% lượng mưa của trung bình năm, khuyến cáo người dân sẽ phải tiếp tục phòng chống khô hạn. ngày 24 tháng 11, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc khiến nhiệt độ ở các nơi đều xuống thấp, cục khí tượng cũng phát ra dự báo đối với khu vực Nghi Lan, Hoa Liên và Đài Đông sẽ có mưa lớn. Trong hai ngày thứ tư và thứ năm tạm thời nóng trở lại, tới thứ sáu lại đón một luồng khí lạnh tràn về. Khi đó ở khu vực Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ sẽ có thời tiết lạnh ẩm. 星期五开始另一波比较强的冷空气影响，我们是预估是东北季风的强度，到时候各地的温度就会感受会比这波来的更冷或冷哦。当然，北台湾的影响最为明显。 Vào tối thứ Bảy, nhiệt độ ở khu vực Nam Bộ cũng sẽ xuống thấp. Cục khí tượng nhắc nhở người dân thời tiết trong tuần này sẽ có nhiều thay đổi, nên lưu ý mặc thêm áo vào khi trở trời. Vào tuần tới bắt đầu bước vào mùa đông, khi đó luồng khí lạnh sẽ liên tục tràn về. Mọi người có thể bắt đầu chuẩn bị đồ ấm để chống rét. Bắt đầu từ tháng 12 tới, chính quyền thành phố Đài Bắc sẽ một lần nữa cho ra mắt chương trình trợ cấp du lịch vào mùa thu đông, không hạn chế người dân ở bất kỳ huyện thị nào. Khi vào ở khách sạn hợp pháp tại Đài Bắc sẽ được cấp hỗ trợ 1.000 đài tệ mỗi người, đồng thời cũng dành ra 200.000 hạn ngạch cho du khách tự túc và nhóm khách đi theo đoàn. Thị trưởng thành phố Đài Bắc Kha Văn Triết nhấn mạnh, ông hy vọng thông qua biện pháp hỗ trợ này để thu hút 200.000 du khách tới tham quan Đài Bắc, trong đó chi theo cách trợ cấp cho đối tượng đi tự túc và nhóm khách đi theo đoàn. Đối với du khách đi tự túc bắt đầu áp dụng từ ngày 24 tháng 12 đến ngày 7 tháng 3 năm tới, giới hạn vào ở ngày thường mỗi phòng được hỗ trợ 1.000 đài tệ với hạn ngạch 100.000 du khách. Đối với nhóm khách theo đoàn, khuyến khích công ty du lịch quy hoạch tour tham quan Đài Bắc 2 ngày 1 đêm. Khi đưa khách vào ăn ở một đêm tại khách sạn sẽ được hỗ trợ 1.000 đài tệ mỗi người. Sáng ngày 24 tháng 11, Tổng thống Thanh Văn Tích Thương chủ trì lễ khởi công đóng tàu ngầm được tổ chức tại công ty đóng tàu Đài Loan ở Cao Hùng. Đây là thông điệp tuyên bố Đài Loan chính thức tiến tới giai đoạn khởi công tự đóng tàu ngầm, đồng thời ra mắt nhà máy đóng tàu ngầm đầu tiên. Tổng thống nhấn mạnh, đại lễ khởi công này mang ba ý nghĩa quan trọng, không những thể hiện quyết tâm tự chủ quốc phòng mà còn giúp thế giới thấy được ý chí bảo vệ chủ quyền mạnh mẽ của Đài Loan. Tổng thống cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng và đơn vị đóng tàu hãy luôn duy trì sự giao tiếp trao đổi mật thiết, thực hiện tốt biện pháp kiểm soát rủi ro. Bộ Tư lệnh Hải quân nêu ra, dựa theo hợp đồng gồm có 3 điều kiện để khởi công, đó là hoàn thành xây dựng nhà máy đóng tàu trong giai đoạn, thử nghiệm đóng đoạn thân tàu và ký kết hợp đồng trang thiết bị. Hiện nay, công ty đóng tàu Đài Loan đã phù hợp theo điều kiện khởi công với tổng kim ngạch dự án đạt 49,36 tỷ đài tệ, hướng mục tiêu hoàn thành vào năm 2025.